Hello, mến chào quý vị, là Mai đây. Trong cái video này, Mai Ly chia sẻ cho quý vị cách chốt lời, giữ vốn. Và đó là một cách đầu tư khôn ngoan nhất. Nếu mà các bạn yêu thích cái channel của Mai Ly á, thì share mà bạn nào mà đã trong cái thị trường chứng khoán đầu tư crypto thì thôi, mà nếu mà bạn nào chưa thì nếu mà có đăng ký sàn chứng khoán thì link cái sàn Binance ở dưới cái phần description mô tả, Miley có bỏ đường link ở dưới, bấm cái number refer của Miley để ủng hộ cho Miley. Đó là một lời cảm ơn để cho Miley có động lực để ra nhiều cái video để giúp các bạn cách đầu tư về lĩnh vực crypto. Thì hôm nay Miley muốn chia sẻ làm thế nào mà để giữ vốn đầu tư khôn ngoan. Thì phần đông á, tới 80% những nhà đầu tư hay có lòng như là nói sao em, xin lỗi, như là không có control được mình, giống như là lòng tham vô đáy á. Khi mà mình đầu tư một cái gì đó mình thấy nó đã cao quá rồi thì mình nên chốt lời. Tại vì như cái video trước Miley cũng có nói rồi á, một 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 nhà tỷ phú đã từng nói là đừng bao giờ mua đáy bán đỉnh. Thì mình ăn mình cũng chừa cho người khác ăn, với có nghĩa là mình mua thì mình mua lưng chừng, nhiều khi mình mua được đáy thì càng tốt, nhưng mà biết thế nào là đáy mà biết thế nào là đỉnh. Nhiều khi mình mua đáy á, mua tặng đáy á, thì chờ hoài nó đâu có lớn. Nhiều khi mình đã không có tiền đầu tư rồi mà mình mua một cái con mà đáy qua đó, nhiều khi cả năm trời nó cũng không có lên nữa. Trời ơi, không lẽ có mấy trăm đô đầu tư kia mua mấy con đáy như vậy, mua hoài nằm hoài nó không nhúc nhà nhúc nhích gì hết, cả năm trời nó cũng không nhúc nhà nhúc nhích thì cũng không nên mua đáy. Mua thì mua cỡ lưng chừng thôi, ví dụ như 10 phần thì nó cỡ 30% là mình vô được rồi. Rồi thay vì bán tới 10 thì cỡ 6 mình bán được rồi, đừng có đợi 10. Miley chia sẻ theo sự kinh nghiệm của Miley thôi nha, chứ còn các bạn chờ mua đáy cũng được hoặc là các bạn chờ bán đỉnh cũng được, nhưng mà Miley á, Miley không bao giờ mua đáy bán đỉnh. Tại vì Miley có thể là Miley nhát gan, nhưng mà thôi nhát gan cho an toàn. Nhưng mà Miley đi học hỏi những anh chị đi trước á nha, những anh chị thành công đều là nhát gan hết, nói thiệt. Những anh chị họ kêu có phước làm quan, có gan làm giàu, nhưng mà trong vấn đề đầu tư này bớt gan lại. Cái đó là Miley nói thiệt. Ví dụ như mình thấy đủ rồi thì mình nên bán đi. Khi mình bán đi mình thấy nó cao cao cao, nó lên quá, nó lên quá, tiếc quá tiếc quá, chảy nước miếng luôn. Trời ơi, chảy nước miếng còn hơn là đổ máu, đổ nước miếng còn hơn là đổ máu. Đó là cái bài học của các anh chị đi trước để cho mình đó. Nên mình sẽ chia sẻ lại quý vị. Ví dụ ngày hôm nay đang hiện tại, hôm nay là ngày mấy, để mình coi coi tới ngày mấy. Bữa nay là ngày 7 tháng 5. Ngày 7 tháng 5 mà ngày hôm qua là ngày 6 tháng 5. Ngày 6 tháng 5 là con
Ethereum nó làm đình làm đám ở trên mạng á. Con Ethereum là con ETC, nó làm đình làm đám ở trên mạng. Miley nói cho các bạn coi, lúc trước cái Miley biết cái con này từ khi nó là 20 mấy đồng. Miley biết nó từ khi nó 20 mấy đồng, nhưng mà Miley cũng đã từng mua nó 20 mấy đồng, nhưng mà nó cũng lưng chừng hoài. Nó giống như là Miley nói là mua đáy rồi đó, như là nó cứ bơi bơi bơi, nó không có lên. Tới khi ngày hôm kia, bữa nay ngày 7 ha, hôm qua ngày 6, ngày 5 là nó giá ở 57 đồng tới 60 đồng, là Miley quyết định mua nó. Tại vì khi mà từ 20 mấy đồng á, nó đứng đứng hoài, nó đứng hoài, tới khi nó lên một hơi 50 mấy đồng, Miley quyết định nó mua nó. Thì Miley mua nó thì qua một đêm thôi, một ngày thôi, từ ngày 5 mày mua nó 5 61 đồng, thì ngày 6 á, các bạn tin hôm qua nó làm đình làm đám, nó nhảy mà nó bay lên luôn, nó bay lên tới 180 luôn. Mà khi mà trước khi mày mua nó đó nha, trước khi mày mua mà nó chưa bay á nha, là mày lên nói là mày đi, lúc đó mày đi mua, Miley coi, Miley nhớ lại Miley mua bao nhiêu. Lúc đó Miley mua 61. Miley mua 2 lần. Một lần Miley mua 61 mà một lần Miley mua 68. Qua ngày hôm sau nó bay lên vèo vèo vèo, nhưng mà khi nó chưa bay, Miley đã nghĩ là đúng 130 là Miley bán, cho dù nó bay cỡ nào Miley cũng bán 130 hết. Cái sáng ngày mai, một đêm tới sáng, nó lên 130, nó lên 130 thì Miley đang ngồi canh. Miley đặt chế độ sell limit rồi, để là 130 là automatic sell. Cái khi lúc mà Miley đây Miley ngồi nhận màn hình, Miley nhìn, Miley thấy á, chuẩn bị sao thì nó lên, lúc mà 130 nó chuẩn bị hit rồi á, thì cây nến nó lên thẳng quá, nó không nhúc nhích, như là nó không có một cái gọi là, nó không có một cái chút xíu gì gọi là hạ xuống hết. Miley mưu vào, Miley cancel liền cái chế độ mà limit sell. Miley ngồi Miley canh canh, thế mà nó quẹo đầu một cái là Miley bán. Thì lúc đó Miley bán là, Miley coi thử hôm qua Miley bán là bao nhiêu. Hôm qua giá Miley sell là 137, là cái đầu tiên Miley sell mới chia thành 2 lần. Miley sell một lần, Miley sell là 137, mua Miley cũng đi chia 2 lần, tại vì mình mua thì mình sợ mình mua rồi nó hạ uổng, nên thành mình mua cái mình mua mình vẫn thấy nó lên thì mình mua lần thứ hai. Còn Miley sell rồi Miley sợ nó tăng nữa thì Miley cũng tiếc, Miley sell thành 2 lần. Một lần Miley sell 137, một lần thứ hai sau Miley sell 170 đồng. Nhưng mà hôm qua là giá cao điểm của nó lên bao nhiêu quý vị biết không? 186 đồng, khiếp không? 186 đồng. Em Miley lấy cái biểu đồ cho các bạn coi nha. Đây nè. Sorry. Nè, market buy nè. Ngày 4 tháng 5 nè, Miley mua 2.800 đô.
cho sàn Robinhood nè là nó được 41 xe, giá của nó là 68 đô 56 sen. Thì á, bên sàn Binance, bên sàn Binance Malay lại mua nè. Hay là mua là đây. Còn ETC nè. ETC buy nè, đó, ETC buy mình lấy kéo nhỏ anh coi. Đây. Cũng ngày 20 ngày 4 tháng 5 nè. ETC nè. Mali buy nè, thấy không? Có 61 thôi. Giá có 61 thôi ha, em Ly mua 48 xe. Giá nó là 2.900. Thì tới lúc mà Mali thấy hả, thời điểm mà đủ rồi, Mali lấy ra, Mali bán liền. Mali bán mà Mali bán một nửa thôi, Mali không có bán hết. Mali mua 2.900 nè. 2.967 đồng. Thì Mali bán ra một nửa, Mali được 3.284 đồng, là bán một nửa thôi. Đó. Mali bán 24 xe. Market day, market sale, thấy chưa? Giá Mali bán đầu tiên là 137 đồng. Đó, thằng ETC. Đó. Nên thành Mali bán, Mali lấy hơn một nửa là tiền vốn Mali ra, Mali lấy một chút xíu tiền lời ra nữa. Có nghĩa là Mali bỏ vô cái sàn Binance này 2.900 mà Mali lấy ra 3.200, có nghĩa là 2.900 vốn lấy ra 300 đồng tiền lời luôn. Còn để một nửa lại, để 50% lại, Mali sẽ để cho nó lớn lên, có nghĩa là sau này nó có tuột, nó có như thế nào thì cái đó là chỉ tiền lời của mình thôi. Còn bên đây là bên sàn sàn Robinhood nè. Tên của con đó là Ethereum nè. Crypto. Thì á cái history mà mua bán nè. Mày mua là 2.800 được 41 xe nè. Mày Ly để giá mà Mày Ly bán là limit sale á, là Mày Ly để 130 Mày Ly bán, cái Mày Ly thấy nó lên quá Mày Ly cancel. Mày để 150. Mày lại để 150. Mày Ly lúc mà nó lên 150 mà nó còn lên nhanh quá, Mày Ly cancel luôn, Mày Ly để 170. Mà 170 mày kêu mày quyết định rồi, nếu mà 170 nó vẫn lên nữa, vẫn bán không thay đổi ý định, là mày bán 23 xe với giá 3.900. Thì á mình mua mình mua 2.800, mày lấy ra một nửa thôi là được 3.900. 3.900 là mày Ly đời được, mày Ly đã lấy 2.800 tiền vốn ra, cộng lên 1.100 tiền lời trong này nữa, rồi cộng còn một nửa số, tại vì mày bán một nửa thôi, còn một nửa số mày Ly sẽ nuôi lớn lên. Đó. Thì á trong cái bài học mà từ Mai Ly lấy từ kinh nghiệm của Mai Ly, mà từng kinh nghiệm của những anh đi chị trước, mấy anh chị trước đi trước, thì cho mình biết rằng đã đến lúc mình phải chốt lời, mình phải chốt lời ra để cái tiền mà vốn mình nó không bị thất thoát. Mà cái con này nó đã cao như vậy rồi á, là cái sự nguy hiểm nó đã có rồi. Thì từ khi Mai biết nó là lúc nó 20 mấy, mà bây giờ nó đã lên là 100. À, Mai đi lên đưa cái biểu đồ cho các bạn coi nha. Cái biểu đồ của nó nè. Quên đưa cái biểu đồ cho các bạn coi hôm qua. Hiện giờ nha. Hiện giờ thì nó là 164 đồng. Nhưng mà ngày hôm qua nó tuột lại nè. Mai đi đi lại cho các bạn thấy nha. Cái biểu đồ ngày hôm qua nè, từ khi nó ở đây nó bay vèo lên nè, nó vèo lên, nó lên tới đây 180 mấy đô nè. Mày lại để cái tay vô cho các bạn thấy nè,
79 nè. 79, 79, 80 mấy. Mà Miley bán giá là 170. À, 170 nhưng mà lên 79 mà Miley không có buồn, không, tại vì mình đã quyết định rồi, cho dù nó có lên, nó giờ nó khi bây giờ nó lên 300 Miley cũng không có bao giờ buồn hết, tại vì Miley đã nói rồi. Thà chảy nước miếng còn hơn chảy máu. Đó là tâm niệm của mấy anh chị đi trước mà truyền lại cho mình á, nên thành đó. Thấy không? Từ cái biểu đồ nó lên tới đây nè, Miley để từ đầu nha. Nè, lúc nó có mấy chục đồng ở dưới đây là Miley đã biết nó rồi nè. Đó. Mà tới khi nó lên tới như vậy thì từ mấy chục đồng mà lên 178 là đã là dữ lắm rồi. Nó đã là ít. À, từ 20 đồng mà nó lên gần 200. Nó đã là ít 10 rồi. Nó ít 10, nó nhân gấp 10 lần rồi. Thì người ta nói con ETC này nó ngon. Nó ngon lúc nó còn bé thôi. Còn bây giờ nó đã là 180, 179, 180 rồi thì không còn ngon nữa. Các bạn thấy ngon nhảy vô đu đỉnh liền. Đu đỉnh mà nó đã lên được thì nó vẫn rớt được. Từ 180 nó có thể rớt xuống 100 như không. Con chó đã từng lên 42 rồi rớt lại 16. Thấy chưa? Nên thành bây giờ con chó nó lên lại 50 mấy, nhưng mà tí dụ nó không lên lại thì sao? Mình đầu tư là mình thấy đủ là đủ, chốt lời. Đó là kinh nghiệm xương máu của các anh chị đi trước truyền lại. Mình chỉ học hỏi các anh chị đi trước để mà chia sẻ với các anh chị em, để mà khi mình biết thế nào là đủ, mình chốt lời để làm chi. Mình vẫn còn nuôi mà, có nghĩa là mình chốt lời, mình lấy hết cái tiền vốn của mình ra, mình lấy một ít tiền lời mình ra, mình thả một nửa chơi. Chơi nó lên, ví dụ như nó lên, con này nó lên nè 3.000, giống như thằng anh nó đi. Thằng Ethereum này nó cũng đã từng 3.400 rồi, 3.400 thằng anh, đàn anh của nó đó, thì nó lên 3.400 đi. 3.400. Mà cho dù nó có lên 3.400, Miley không hề thiết, không hề buồn, vui quá. Tại vì mình đã lấy ra được cái tiền vốn mình rồi. Mình lấy cái tiền vốn mình ra. Mình đâu có bỏ không đâu, cái tiền vốn mình mua những con có tiềm năng. Đó. Như ngày hôm qua Miley lấy tiền vốn ra, Miley mua khác. Hôm qua là chứng khoán sập sàn luôn, màu đỏ không. Miley mua một mớ chứng khoán, quá chừng chứng khoán luôn. Rồi bên Binance thì Miley mua một ít con EOS. Tại con EOS á, thì cái target nó không có cao bằng con Ethereum này, nhưng mà cái target nó không, nó chưa phải là hỏng. Cách đây 3 ngày thì con EOS nó có một 5 đồng, 5 đồng 7 thôi, mà bây giờ con EOS hiện tại là nó, em Miley coi con EOS hiện tại nha. EOS hiện tại nó đang là 11 đồng 78 sen. Thì ngày hôm kia nó 5 đồng 7, bây giờ nó 11, 17, 11 đồng 78 sen thì nó mới có gấp đôi thôi. Đó. Nên thành Miley lấy tiền ra, Miley mua cho cái này cho chắc ăn, an toàn. Mà ví dụ như con Ethereum này mà nó lên 53.000, Miley cũng không tiếc nữa, tại vì mình đã có chốt lời rồi. Nhưng mà 53.000 mình cũng ăn lời nữa, tại vì mình còn hơn một nửa trong này, nên thành nó lên mình càng vô mánh nữa. Lên Miley cũng vui, xuống Miley cũng vui, có nghĩa là mình chơi
trong một cái tư thế thật là vui, thật là thoải mái, không có một cái gì gọi là lo lắng hết. Thì khi mà mình thoải mái, mình không lo lắng thì năng lượng đến, cái gì nó cũng đến hết. Miley đưa cho các bạn coi ngày hôm qua Miley đây. Hôm qua Miley sale nó nè, market sale cái Ethereum Miley sale nè. ETC Miley sale ha, Miley sale giá 137 đồng. 23 xe 3.200 ha. Cái Miley lên đây Miley mua nè, Miley mua con EOS. Miley mua EOS giá 11 đồng 9 90, 11 đồng 90 mà giá hiện tại của nó là bây giờ có 11 đồng 70 à. Nó xuống 20 cent nhưng mà không sao, nó xuống rồi nó lên thôi, không sao hết. Miley mua 275 xe 3.200. Bốc 3.284 đồng này, Miley giục lên đây liền. 32 3.284 mày mua lên lên đây liền. Đó. Thì Miley vừa mua qua bên đây, Miley giữ Miley để 11 đồng 50 xe Miley mua limit. Nhưng mà nó không hit, cái Miley thấy thôi mua 11 đồng 90 cent luôn. Thì 3.200 Miley lấy từ con ETC, Miley giục qua con EOS cho nó an toàn. Đó. Các bạn thấy không? Nên thành á, đầu tư á, không biết đâu là khôn ngoan mà không biết đâu là không khôn ngoan hết. Nhưng mình phải chốt lời, thu hồi vốn về để đầu tư những cái khác. Thì cái dòng vốn mình nó mới xoay chuyển được. Ví dụ như Miley mua hai con 6.000. 6.000 Miley bán ra, Miley lấy về 6.000 mấy. Bên sàn này Miley hôm qua chứng khoán sập sàn luôn, Miley mua chứng khoán. Còn bên sàn này mày còn 3.000 mấy, mày mua con EOS. Thì hôm nay Miley mua nhiều con, Miley không bao giờ mà bỏ trứng vô một rổ hết. Không bao giờ bỏ trứng vô một rổ, Miley mua thành nhiều con. Nhiều con mà Miley ví dụ một con này để cho các bạn biết thế nào là đủ, thế nào là không. Thì cái chuyện này nó mới xảy ra hồi tối, nên thành mới hôm qua chiều hôm qua, nên thành Miley muốn chia sẻ để các bạn hiểu cái câu chuyện mà theo dõi. Ví dụ như ngày hôm nay là con Ethereum nó lên, có thể nó lên 300 đô. Thì các bạn cũng biết rằng cho dù nó lên 3.000, Miley vẫn vui. Để cho các bạn biết rằng khi mình bán nó lên, mình đã quyết định chốt nó rồi, cho dù nó lên bao nhiêu mình cũng chốt. Đó là cách bảo vệ đồng vốn mà Miley chia sẻ. Miley học hỏi từ những anh chị đi trước. Anh chị đi trước người ta cũng đổ xương đổ máu ra rồi, người ta mới có những kinh nghiệm để chia sẻ cho mình. Còn mình bây giờ mình có những anh chị truyền đạt về thông tin giống như Miley đã chia sẻ tâm huyết với các bạn, thì các bạn thấy cái ổ gà đó các bạn né, các bạn quá là may mắn đúng không? Còn các anh chị trước của mình, người ta không có ai chỉ cho người ta đã từng đạp lên những ổ gà đó rồi. Người ta hả thất bại 5 lần 7 lượt để người ta thành công ngày hôm nay, để người ta chia sẻ với mình những cái kinh nghiệm quý báu của người ta. Miley học hỏi từ những anh chị đi trước nên là Miley né được những cái ổ gà đó. Miley thấy hay, Miley chia sẻ với quý vị. Hy vọng rằng cái video này nó sẽ làm cho quý vị né được ổ gà giống như Miley đã từng né. Thì trước khi chia tay cũng không quên nhắc các bạn là nếu các bạn có account rồi thì thôi, còn nếu mà các bạn chưa có account á thì bấm vô cái number refer của Miley để ủng hộ cho Miley. Đây là cái number refer của Miley, để Miley bấm cái number refer của Miley cho các bạn để các bạn ủng hộ Miley nha.
I defer. Đây, number refer của Miley đây. Đây, number refer của Miley. Ủa? Năm bốn mười chín bốn sáu tám một, năm bốn mười chín bốn sáu tám một. Miley cũng cảm ơn. Ngày hôm qua có bốn bạn đã ủng hộ cho mình nè, refer fan được bốn người. Miley cũng không biết bốn người bạn này là ai, tại vì trên sàn nó không có cho mình thấy, nó chỉ cho là mình thấy cái ad.com thôi đó. Cảm ơn. Nếu mà các bạn mà nhìn thấy cái video này là biết mình ủng hộ cho Miley rồi. Thì á, Miley thì không biết các bạn, nhưng mà các bạn nhìn là các bạn biết mình là ai trong cái nhóm này đã ủng hộ cho Miley ha. Một lần nữa Miley rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thì trên sàn Binance nó có cho mình một cái option là invent file and earn 40% commission mà mình phí á. Nhưng mà ví dụ như các bạn có không bỏ vô thì nó cũng lấy phí như vậy thôi, thì các bạn bỏ vô để ủng hộ cho Miley. Còn các bạn mà lấy cái số của các bạn thì nó cũng không bao nhiêu, 1 cent 2 cent thôi, nhưng thì bỏ vô cho Miley luôn thì tích tiểu thành đa, Miley sẽ có một số nhiều á thì Miley mới dồn lại được nhiều. Còn các bạn ví dụ như các bạn lấy 1 cent thì các bạn cũng không làm gì, nhưng mà đối với Miley 1 cent mà cho triệu triệu người thì Miley cũng có tiền. Để Miley có động lực làm video để chia sẻ cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị thành công và may mắn. Love you. Bye bye. Cái số refer của Miley, Miley sẽ bỏ dưới cái description ha, cái phần mô tả đó. Mà nếu mà các bạn bấm không có được, hồi nãy Miley thấy các bạn comment, để cái Miley coi, Miley đọc cái comment của quý vị chút. Nhìn ra là thấy rồi mà chưa, mà đang làm phim. Đang làm phim nên thành. Channel. Đang làm phim nên thành chưa có trả lời comment. Comment gì đây? Bấm vào chị trên này, bấm vào cái link chị gửi vào không được. Ok Jenny, Miley sẽ bỏ vô cái Miley sẽ bấm bỏ vào cái gì ha? Cái chỗ mà comment á, Jenny bấm ha. Chị ơi, làm nhiều video chia sẻ về stock cho người mới bắt đầu được không chị? Ok Jenny, dễ thương không? Jenny thì cái Binance này nè, Miley chia sẻ rất là cặn kẽ, rất là dễ. Cho nên cứ vào đó đi, rồi bữa nào cái này là bên crypto. Còn ngày mai Miley sẽ chia sẻ về bên stock ha, bên stock là bên bên Robinhood nè. Đó, nên thành ngày mai Miley sẽ chia sẻ ha. Đã mất tiêu rồi. Những cái comment dễ thương. Jenny Beauty Spa, bấm vào cái link. Ngang. Ok Jenny, bây giờ Jenny sẽ bấm vào cái chị Mai sẽ bỏ cái đường link này vào chỗ comment ngang trên Jenny. Ok, chúc Jenny thành công nha. Love you guys. Thank you Jenny for support. Nhớ bấm vô cái refer number của Miley ha. Do refer number account nè, 5419 4681, 5419 4681 ha. Thank you các bạn nhiều lắm. Cuộc sống là những niềm vui. Thôi, chào tạm biệt. Chúc các bạn thành công.
Các bạn nào làm không được thì cứ comment như trên này vậy đó, là Miley sẽ hướng dẫn ha. Cái nào không biết Miley sẽ hướng dẫn cho. Tạm biệt.